Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là đến với kênh YouTube của mình và hôm nay mình và con gái mình đi về quê và đang ở trên một cái bãi biển rất là đẹp, rất là trong xanh, rất là đẹp ở cửa Việt của tỉnh Quảng Trị là quê hương của mình. Và hôm nay mình làm cái clip này mình giới thiệu đến cái vẻ đẹp của cái bãi biển này đến quý vị và các bạn. Và hy vọng các bạn thấy cái clip này đẹp và hay thì các bạn nhớ chia sẻ, bấm subscribe kênh và chia sẻ thật nhiều cái clip này cho mình để mình bắt đầu làm clip tiếp theo. Và bây giờ chúng ta hãy đi ra biển và thể xem được cái vẻ đẹp nước trong xanh và sống rất là đẹp của cái vẻ đẹp của biển ở Việt Hồ Kỳ như thế nào. Các bạn ra biển đó. Của mình nè. Đây, tôi đi tụi anh đang chơi dưới biển. Quá, sóng nó đánh mình nè. Luôn ngoài cả máy quay. Ui à. Vứt một cái điện thoại nó sập. Đây mình thả thấp máy quay xuống. Này các bạn xem nhé. Đây đây các bạn nhìn nhé. Tới này. Đây là con sóng mình rất là lớn này. Đấy. Và đầu này như là đang có cái cô hô rất là xinh gái, mặt nhớt cơ. Mình là tới mình quay đây hàng quá hàng này có hai mặt đi tắm biển này. Đẹp luôn, tuyệt vời. Đây và cô bé này rất là xinh gái nhé các bạn. Cô bé mất tiêu rồi. Quá đẹp phải không các bạn? Mình đã đi nhiều cái bãi biển mà có thể nói là đẹp nhất gì của Việt Nam, chẳng hạn như là biển Đà Nẵng, biển Nha Trang, biển Tàu và ở khu vực trung và những bạn nhé. Thì ở đó là những cái thành phố du lịch nó rất là phát triển nên là cái biển của người ta là rất là đông người tắm, nhưng mà ở đây là một cái vùng thôn quê ở cái
cái này là gọi là cái sản cái biệt thì phải của huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị, thì đây là một cái bãi biển rất là đẹp, rất là sạch, xanh, nước là xanh đẹp. Nhưng mà ở đây là một vùng quê hẻo lánh nên là cái lượng khách du lịch chưa có và người ta chưa biết đến. Hy vọng một ngày nào đó thì cái khách của bạn thì biết đến được cái bãi biển này. Cái bãi biển là rất là đẹp, bãi biển cửa biển của tỉnh Quảng Trị các bạn nhé. Có thấy là cái bãi biển này nó còn đẹp hơn bãi biển Vũng Tàu và biển Nha Trang rất là nhiều. Các bạn nhìn nước rất là xanh, nước rất là xanh sạch, sóng trắng tinh luôn các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, sóng trắng tinh luôn. Đây các bạn nhìn con sóng này, bây giờ các bạn thấy không, nước là trắng tinh luôn. Để mình ra chiều này các bạn nhìn con sóng này, đấy cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Hy vọng một ngày nào đó sẽ thông tin và du lịch của tỉnh Quảng Trị sẽ phát huy được thế mạnh ở đây và có thể mở ra đây là một cái resort chẳng hạn, hoặc là một cái khu du lịch nào đó, nâng cái biển này ra cho khách du lịch ở các tỉnh người ta biết đến cái biển này và có dịp ở đây để tắm biển này rất là sạch sẽ và rất là mát. Và các bạn thấy cực kỳ đẹp luôn. Đây con gái mình, con Suri của bạn của mình đang tắm ở biển này, và mình đứng bên ngoài là để mình cái chừng cháu và vì sóng bây giờ nó đánh rất là mạnh và nước tuy là rất là trong nhưng mà mình cần cẩn chút xíu để mình để cho con gái chơi trong thôi, để ra quay cho anh em xem. Và bây giờ đấy, và mình giới thiệu sơ qua cái bãi biển này, nãy giờ mình đã giới thiệu sơ qua cái bãi biển này cho các bạn xem cái vẻ đẹp của cái bãi biển cửa biển Quảng Trị. Đây là quê hương của mình là Hiệp Đồng Nai. Mình là một cái con Quảng Trị mà hôm nay mình sống và làm việc ở trong Đồng Nai. Hôm nay mình có dịp về quê chơi Tết và mình ra biển mình chơi thì mình thấy cái biển rất đẹp nên là mình quay để mình giới thiệu đến anh em trên cộng đồng mạng, cũng như là những cái người con mà quê hương Quảng Trị. Nếu mà các bạn đi làm ăn xa về, các bạn hãy ra đây, đây là cái nơi mà các bạn giải được cái stress rất là tốt. Các bạn hãy cho những cái nỗi buồn của mình là đến với biển. Wow, sóng đánh rất là mạnh. À, các bạn nhìn sau lưng mình không, các bạn nhìn thấy cái sau lưng mình nè. Wow, sóng này đấy, có cái bãi biển cực kỳ là đẹp các bạn ạ. Sóng là nó đánh ra bên kia đấy. Wow. Và sau này mình sẽ có thể là mình, nếu như mà mình được về quê được xuyên hơn thì mình sẽ làm những cái clip giới thiệu về những cái bãi biển đẹp hoặc là những cái gì đó mà thuộc cái tỉnh Quảng Trị rất là nghèo của mình. Quảng Trị nổi tiếng với là thành cổ Quảng Trị và một tình chiến ác liệt, có nghĩa là máu nhuộm đỏ sông Thạch Hãn và thành cổ. Nhưng mà rồi quân chúng ta của bàn thắng đã đánh cho giặc là tan tành. Nhưng mà cái sức ảnh hưởng của chiến tranh và bom đạn nó hiện khi mà đất quê hương mình rất là nhiều, và hơn nữa là cái thiên tai ở quê hương của chị mình thì nắng và gió, thiên tai thì đến hàng năm nên là cái đời sống của bà con ở đây rất là vất vả. Nhưng mà họ ở đây họ sống họ rất là lạc quan và yêu đời, họ không phải là bon chen mà họ sống ngày này cho ngày mai, họ làm những ngày này hôm nay để phục ngày mai và ngày mai sẽ là phục ngày tiếp theo. Cuộc sống rất là bình yên và bình dị của vùng đất Quảng Trị. Và mình xin kết thúc cái clip này tại đây, và hy vọng là các bạn thấy được cái bài đạp của cái bài diễn này thì các bạn hãy chia sẻ và subscribe kênh cho mình để mình làm những clip tiếp theo hay hơn. Xin kính chào tất cả anh em nhé. Đây mình quay một vòng cho anh em xem được cái bài đạp rất là đẹp anh em ạ. Anh em thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Wow.